Xin chào các bạn nha. Các bạn thấy là cái vườn ngót này. Ngót này nó ra lại các bạn. Đợt đó nó ra ông tùm lum và nó đã chết dây hết rồi các bạn ơi. Nhưng giờ nó lại nảy lên lại. Này nó ra trái nhiều á. Sợ sạch vàng không, nhiều lúc ấy cắt bỏ bớt. Các bạn thấy nè. Cái gốc của nó rất bự luôn. Gốc nó. Gốc cổ thụ chứ. Các bạn thấy không? Này cũng mát các bạn ơi, nhưng mà nặng lắm, nặng vàng lắm. Khi mà nó ra cành đồ nhiều này nọ, có trái là cái vàng này mà nó chịu không nổi, nó phải cong xuống, sợ gãy. Rồi ra. Thôi, xin chào các bạn nha. Chúc các bạn có một buổi sáng vui vẻ và tràn đầy năng lượng nha. Hẹn các bạn trong những video khác nha. Thân ái chào các bạn.